ba viên cho người luôn. Nó dừng lại nó bơm máu rồi ơi. Không, nó đang chạy dữ đâu, tôi bắn 3 viên lúc nó đang chạy luôn mà không chết. Đâu đây, xuống đâu đây? Pita đây. Pita bao đi, Pita bao đi. Pita bao xuống một qua cái khu là thứ nhân này là lúc tao chưa vô còn thứ nhưng mà nói thật luôn á, cái game hồi nãy mà mấy ông chơi đó rủi hết lên xe mà chạy từ đầu đến đuôi là thắng. Thôi nhảy đi, nhảy đi, nhảy đi, nhảy đi. Sao quá rồi. Để tao mai tao đăng ký cái group qua cái tầm map qua được anh em mà tổ chức giải. Nếu phải nhờ tụi nó. Tao nói mày chỉ cần đưa nhảy đánh đánh bốn bốn thôi, đừng có đưa đứng chung. Tụi nó tự thôi chứ kiếm một với nhau. Chẳng gì. Mẹ cái game đấy là gọi là anh em mình hên phải đái súng ống đạn dược đầy đủ mà đéo hiểu ý bóp phải. Cái mấu chốt đó là cái game đó không bắn được đến cuối cùng mới bắn được. Để súng tới cuối game thôi. Để súng đến cuối game thôi. Không biết gì hết chứ đang có thằng trên team nó chửi mày tài gà như chó và nói nhiều quá. Ê, định mà một team nó xuống cái kho rồi thôi tao lạng đây. Wow, năm thằng. Năm thằng luôn á. Ủa đâu ra? Đâu ra thằng lẻ ta? Tao gặp một thằng cái này, đang chạy trước mặt này, nó đang vào nhà kho, nó đang vào nhà kho bà rồi, nó có súng rồi. Thôi, anh lạc trôi đây. Bỏ đi. Ơi, tao thấy bố lấy súng làm. Bố mày thấy Skyline là đâu? Nó đâu. Nó trong nhà chỗ bố sau lưng bố nó đang chạy vô, tao chạy đây, tao với bố chạy đây. Nó đâu? Tao chạy đây. Nó đâu, tao đi lượm súng đây. Tao có súng rồi, kệ vào mày chết đi. Thôi, anh vào nhà đây. Nó xuống trước mình rồi. Ô, X2, rất là sai. Hai cái rất là sai, anh kể X2, phải liền. Còn hồi nãy cái em nãy mà thằng Bụi lái xe là được rồi, đưa cho thằng đó lái xe vất vẩn. Không, tao đang lái xe đó mà thằng... xe đó chứ. Thôi, lo tập trung đi, nó bắn thấy mẹ bây giờ. Ô, có súng nha. Tập trung đi, nó bắn thấy mẹ bây giờ. Cái bạn gì mà nói tài chính xác ghê, mình like, mình yêu thích bạn ghê, đáng đưa Facebook cho mình like nha. Mà nói cái nữa là tao cho mày rồi, ngập miệng nha, bốn. chơi ngập miệng, chơi hù. Cơ hợp đi, chơi được cửa cái chú. Ôi, nón ba, ý, được cái nón ba. Nón ba là súng nhắm bắn hết sót không được. Mày có thấy mà AWM bắn vào đầu đéo chết chưa? AWM bắn mày có nón ba sao chết? Đồ hồi chiều hai tao xém hàng nhất, bắn thằng kia một phát ngay đầu đéo chết. Thua một cái game tức sàm cứt luôn. Chết rồi, chết nguy hiểm mày chết. Mẹ coi chừng mày bị sấy đấy. Thằng chết mà gặp, chết là chết. Mày gặp hai cái drop rơi cùng một lúc mà rơi sát nhau chết. Đây. Tao gặp rồi nào. Tao gặp rồi. Hai cái drop. Sợ thiệt. Mày có gặp cái thằng nào mà nãy giờ chạy bốn căn nhà mà chưa lùm được cây súng đâu chưa? Tao gặp rồi nè, đã gặp luôn nè. Đỉ, nó bốn căn nhà má bị xung đột chứ má nó nhậu. Thôi đủ, má mày im đi. Mày im đi. Thằng nào chưa lấy đó sai tao đưa cho nè. Không mà. Mình phải công nhận là cái bạn gì đó trên Facebook á gì trên stream của con Châu mới chính xác. Tao đang chạy qua chỗ con chiếc cả nhà. Ừ. Xem vòng nha, vòng nha. Không xem coi mẹ có thằng quỷ nào. Bọn kia đâu rồi? Bọn trong Vita bao rồi. Đéo biết nữa. Em mày có thấy cái phiên bản up lên, update lên FPS cao nhưng mà lâu lâu nó bị điên điên không? Ê, Aerop. Tao nghĩ nó thả chỗ mình. Có xe bên, thả. Bên ngoài phòng thì Aerop thì gì? Có xe bốn chỗ. Nếu mà nó đen, không có đen như vậy, chạy 5 căn nhà. Ủa? Cái dãy nhà này ai lót rồi chứ? Đâu, nhà nào? Nhà tao đang lót nào, có thằng nào lót đâu rồi. Hình như tao lót rồi. Mày lót hả? Ê, chúng nó đâu hết rồi ta? Thấy không? Mày thấy có thằng nào chết không Châu? 94 thằng kìa. Mày thấy không? Tao vừa nói thôi, có nhiều người like tao liền kìa. Bắt cái fan hâm mộ tao tự động bổng từ 3 thằng mà vụt lên 5 thằng luôn. Ghê chưa?
Ê, tao thấy chiếc bất kỳ ngay ngoài đường kìa chứ. Tí tao mày lấy chuồn đi. Hàng u này mẹ ngồi cho chúng nó chỉ nhau đi chứ mẹ. Để hai thằng gánh tim mà gánh tập trung. tim. Tập trung. Gánh tim nghe rõ ràng, nghe rõ ràng, rõ nghe ràng. cứ như thật vậy. Rõ ràng, rõ ràng đúng không chứ? Mẹ mày, mày không có tư cách nói chuyện với anh. Tí nó thằng nào chết trước làm chó nha. Thì hôm qua có thằng chết làm chó rồi. Sổ nha, cái trước là sổ nha. Tao chiếm chỗ tao núp luôn rồi. Tao làm anh hùng núp tới cuối trận, tao cho ba thằng sổ. Hôm qua thằng thằng bốn sổ rồi, thằng bốn hôm qua nó chết trước. Mà nó sai nhiều vậy. Nếu mà một chuyện không vậy. Đéo có cái ba lô nào luôn. Okay, Ba lô. Ba lô bên tao có mặt đầy. Có hiệu ba lô. Giáp hai nón ba ý ý ý ý ý ngon vậy đủ thằng này đủ mà nhìn nhìn ngu ngu mà hên tao chạy vô mẹ người gánh tim là người ta phải đưa súng cho người gánh tim chứ đưa súng cho mấy thằng ngu nó cũng vậy thôi người mà nhìn ngu ngu mà hên luôn có xe bốn chỗ ha đéo khẩu súng gì Uzi này bắn gì có đi luôn không tao chở đi nào đeo có gì mình có bất kỳ mình có bất kỳ chứ mình có bất kỳ nè chết chết ngoài này có bất kỳ đâu bất kỳ đâu đây cái nhà này chưa lót đúng không cái nhà này là cái nhà này lót chưa alo bố lên xe mày ơi lót rồi lót rồi thằng bố rồi nè chạy ra đây đi có chưa tới mà vô vòng đi lót tiếp đỡ mất công phải khỏi hay nhìn thời gian. Rồi lấy chiếc buggy qua đây chứ rồi. Ủa? Hồi nãy nó cũng qua nhà đó mày thấy nó không buồn? Hồi nãy cái nhà chỗ đó một đống thằng vô luôn mà. Đéo biết chứ nó đâu hết rồi. Nó đi rồi. Đéo thấy luôn, tao nhắm nó mà không thấy. Đi rồi. Hồi nãy tao mà sống được lái xe thì đến cuối cho ngon rồi, thèm lái xe lái luôn. Nãy luôn, tao cũng xe không ôm chuyện đi. Ê, bốn, lập luôn, lập luôn. Ê, đụng sao mày? Má, điện em bị ta ớn quá vậy mày. Mày chết thì tao chết. Ủa, má mở cửa hết rồi kìa. Ê, Eros kìa, Eros kìa, thấy không? Tao nhặt, tao nhặt. Ai chiếc xe chạy lại che cái Eros lại, không dễ cái Eros. Tao bắn nổ xe mà thấy trường hợp đó chưa? Trời ơi, tao nói mày nó bắn là mình nó không xe mình nhảm tiền rồi. Làm nha rớt nhiều đồ lắm nhé. Hay rớt bắn nào chắc cho Châu ơi. Cái trên thằng Châu là mình không sân win không Châu? Đây, hay rớt tầm tầm chỗ đỏ. Con vào nhau nha. Má xe tao gần hết xăng rồi. Sửa đổng lại cái chỗ anh em mình tông chết hai thằng này trời. Thằng Châu có lượm mình xăng nào không Châu? Tao không có lượm, tao thấy mà tao không có lượm. Ô xe đi, rồi căng rồi. Từ từ chạy một vòng đi chứ. Tao ngó xem có ai không. Chỗ này chính là cái chỗ anh em mình tông chết hai thằng. Xuống cam đi, xuống cam đi. Nè Tài ơi, lên xe Tài ơi. Ôi ôi ôi, tao xém chết. Chết được cái tài năng của tao lấy xe mà mày chết được à. Mày lầm đi, ừ. mày lầm không chết. Ờ, để tao đụng, không. Mày ra lầm đi, tao cam cho. Ơ gì á, bổn gì á, bổn gì á, bổn. Rồi luôn. Rồi luôn. Lập cái nào, nè, lập cái nào. Rồi luôn, rồi. Cái nào đó thấy chưa? Rồi. Rồi. Khả năng của tao là mày. Ê, từ. Tiếng xe của mày đúng không? Mày chạy một vòng qua Aerodrome mà chơi thằng thằng ấy luôn bốn. Lửa nè, thấy chưa? K98 là bắn tao kìa. Nè, thấy không? Thấy không? Không lực là không lực. Chạy đây, K98 bắn chạy. Tài nó bắn máu đây, tài nó bắn máu đây. Tại tự nhiên nghĩ là có xe à. Khùng. Ok. Lên xe. Châu đi Châu ơi Châu.
Châu ơi, lên nhanh, lên nhanh, cẩn trước, Lẹ, K98 hả? K98. K98 với nòng nhắm mấy? Không có nòng. Ủa cái điện, ủa cái phải lên, nó bắn. K98 nó bắn. Không có nòng. Tí rồi cho cái X2 bắn tạm đi. Ta có X4 rồi. X2 đéo kia nó chạy đâu vậy? Vào vào, ông chạy vào đây này, mày chạy đi đâu ấy? Chạy vào đây này. Ở chấm đỏ ấy. Hello. Trời ơi, đang xem, coi, mày chạy đi một vòng đi, xem mở cửa chưa? Chưa. Chưa, vô đi, đâm rào vô. Ây, đi tại. Má hàng ngu kia cứ mẹ thừa máu hay sao trời. Mày tao công nhận thằng này nó lái xe tay lái mà kém vãi cứt luôn á. Vậy mà hồi nãy nó cắt cái xuống 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 xuống. Ấy mẹ. Cho mấy đứa lút nhà bự đó, anh lút nhà nhỏ thôi. Bố ơi. Gì? Mày mua bằng lái đúng không? Mày mua bằng lái đúng không? Ê tao cũng mày giảm thằng. Giáp hai bên này nè, thằng nào lắm không? Đâu? Giáp hai chỗ tao nè, nhà tao nè. Chỗ tao đang đứng nè. Tồn tại rồi, mới đi ngang qua cái giáp hai mà cũng thấy được không? Mấy thằng chứ. Đâu, tao nghe thằng Châu nó giáp hai tao bỏ luôn, tao qua đây nhặt mà. Ừ, Vector, ui, tao có băng đạn. Ý, ngon. Ủa cái gì vậy? Bị lát. Lát rồi. Sao nó văng rồi? Sao nó văng ra chỗ khác rồi? Nó giật tùm lum. Nó văng ra chỗ khác rồi. Ừ, tao cũng bị văng ở chỗ khác nè. Mẹ mày lại súng ngon lại bị đít đi. Bị đót rồi. Nghe mình đang bị đót rồi. Rồi súng ngon bị đít đi. Thằng Châu có băng đạn vector cho tao có hả? Tao có rồi. Cái gì vậy? Ê cái điện nữa. Nào bắn tao vậy? Ừ, mày đeo nghe tìm súng à? Chỉ tạm qua bò vô đây, bò vô nhà đi. Bên đội. Cứu nha lên vô đây rồi. Cứu. Mày đứng chỗ ngu tao ăn đạn bây giờ. Tao thấy rồi. Để tôi cứu lại này chết bây giờ. Nó vào ok, rồi. Sai, ở đâu? Đây, tao chấm nhau. Đấy, chấm đỏ. Mày có súng nhắm mày bắn đi. Bịt mẹo phát vào đầu, ngu lồn. Thằng nữa. Có máu chưa thằng Linh? Mày nó hết xót cái đầu tao luôn, mất cái nó luôn. Nó hữu kẹt. Cái gì đó. Nó đâu ta? Chỗ tao chấm đỏ. Cái gì cái cáo mà nãy tao với anh Tài đụng vô đó? Đéo thấy được, đéo thấy nó. Má giờ ra là anh đạn á. Hai thằng. Má nó bắn tao mất nón luôn. Tao bắn nó mất nón mà. Mày bắn nó chết luôn mà. Mày bắn nó nóc luôn. Không, headshot. Headshot, nóc rồi. Nó ở đây có cái nón. Dạ, nó mất nón đúng rồi. Thấy rồi, đang đi xuống gốc cây rồi, thấy không? Đi, anh hạng nó chạy à, chúng mua phát, còn thằng nữa kìa. Mày chạy ok mít chưa? Chạy à con. Má xa quá đéo bắn được. Ờ chạy rồi. Quan K98. Mấy hay vậy? 4. Má hay chi. Thằng 4 giảm thanh. Anh thằng súng nhắm rồi nè. Em hẻm không được nói á, quẹ vô đi. Ờ đúng rồi. Tao gọi phò đấy. Bạn này gọi phò đấy. Ngay giữa đường á. Thằng này gọi phò đấy. Phò vào tận nhà. Má gọi gái gọi vào tận nhà không sợ thiệt thân lên. Ha à, giật vậy? Sao nó cứ giật băng ở chỗ khác vậy? Tao đâu bình thường mà hết rồi mà. Đi anh em ơi, đi. Đi đâu đâu trong phòng, ngồi yên đi. Vòng đợi vòng xếp đi. Nó vào ma, thằng bố đi đâu vậy? Tao đi lùm đồ. Tao hỏi thằng tính à. Khỏi lùm, tí nó có thằng mang đồ tới cho mày. Tao tính lên tao thuộc thù chó kia nó nhắm bắn rồi mất cái nón. Hình như trong nhà còn nón một mà. Nó lượm rồi. Ai có xe kìa, có xe chạy lại. Có xe. Có thằng mang súng lại. Không, đi qua rồi. Mình để xe trước cửa nhà thằng nào đó vào. Nó đi xe máy nha, xe ba chỗ ba thằng. Để bay lượm đạn 45 cho tao nha. Hướng trường học, nó vào trường học. Có bộ đạn 45, lượm đạn 45 cho tao vậy. Tại nó có hai cái súng đẹp con, tao muốn bắn Tại, tao lấy súng nó ghê á. Mà không có súng hả? Ờ. Súng nè. Có AK bên nhà này nè. Chó, không cho tao có cái AK nữa. Đây nè, AK bên nhà này nè. Thôi được rồi, tao lấy súng con Tài rồi. Lồ này xin thì nói mẹ là xin, anh Tài ơi cho em cây súng. Mấy con chó lại chạy hết rồi. Cười khả.
tao mới bắn nó một phát mà nó chạy không biết rồi. Mắt thì chiếc cấm bắn cái thai rồi, rất mẹ rất nó sai cho bắn chứ. Má giờ này gái ngủ qua nhà chơi nữa được mẹ nó. Thôi tuổi mày khách về đi qua nhà cái gái chơi coi. Ê, ai bọn mày có mấy cái tay cầm của Skyline Vector gì không? Nè. Có Vector à, đéo có Skyline đâu. Skyline Vector là một tay cầm à, đó. Không, có một đạn nhầm. Tay cầm á. Kiếm tay cầm bắn cho đỡ giật. Chó cái chạy rồi. Tao, ê mày có ăn đạn của Uzi chưa? Bạn đi dặn thay đạn nhanh rơi dưới này nè. Chết. Mày có tao có X10 à. XT rồi. Xem bọn nó còn quay lại. Đéo tìm được 4 bạn gái về phòng. AFK luôn. Gì? Tao nè, đó tao ra lấy bánh tráng lát đi ngoài cho gái ăn. Ăn đồ, xin bánh tráng ngoài tận nhà hả? Ừ. Tao bắn mày viên rồi. Thằng Tài uống nước đi. Làm lồn có máu mà uống, đéo có máu luôn chứ nó mà. Đây, tao còn nước ba, đây, tao cho nước rồi. Tao còn 3 phát kit nè. Nước. Đâu? Đâu, đây, tao cho bình nước rồi. Nhà tao rồi. Đi ra ngoài ăn đạn chết luôn đi, đỡ tốn máu. Mà nói thiệt chứ thì mà hai thằng bắn mới chết được tao, một thằng thì còn lâu. Thì ở gì à, em? Lâu chết. Đấy. Ủa thằng nào vứt bình nước trên nhà đây nè, đây nè. Đấy tao vứt nó, tao vứt trong đàn. Lấy phát kít không? Cho mày cái phát kít nè. Đó, mang ra đây. Đó, chỗ tao nằm nè. Chỗ tao nằm nè, thằng sau là thằng ngu. Mày mắt bị mày bị vấn đề à? Mày điên rồi, mẹ tao đang ngó thằng bên trong rồi. Lâu, tao lâu trong bò phát chắc. Bò con sát được rồi. Bò có xe. Đấy, bắn nhau rồi. Hướng giữa chấn động. Hướng chỗ này là đúng mà tao không thích. Chỗ nhà là có người chỗ nhà không? Bởi vậy mày chơi nếu được top là phải rồi. Phải, cái lượng top mà 4 hơi nhiều à. Về 4 đứa anh chơi hơi nhiều top à. Ôi, một thằng bỏ bắn nhau chỗ cái nhà. Tất tích vào đó. Vô vòng đi bây giờ. Chỗ chấn động. Mình ngoài vòng lắm á, vô vòng đi. Vòng đi, kiếm cái nhà nào can đi. Vô vòng kiếm nhà cam đi, thì chiến quần quần trên này làm đéo rồi. Ra cái dãy nhà to tích rồi. Đi, nhanh, bố thằng có xe thôi, đi nhanh phải chưa. Ăn đạn hết cả rũ được. Chiếc lái xe đi. Để mày, ổng mấy cái xe này còn nửa cây máu thôi đấy, bắn tí nổ luôn đấy. Ơ, mày đang ở tầng, mày đang ở S1 mà. Bùn đâu? Thằng Linh bùn đâu, mày gái cũng cái Linh. Còn mẹ đang nói chuyện nữa chứ. Bốn. Từ đang đi bộ xuống. Mẹ giờ này. Giờ này con gái cũng what the fuck K98 knock out không thấy hả? Đó, K98 bắn ngay đây luôn. Đi đâu? Lên đâu đây ta? Đấy, chỗ ta tích kìa. Qua đấy, mẹ tí nó vòng xít nữa. Thế làm gì còn chỗ nào nữa? Hay là mày thích ngồi giữa map? Ngồi giữa map cũng dễ chết lắm, thôi qua đấy tí lính rồi từ. Ê, đá kìa. Tao cảm giác nó hơi giật đó mày ơi. Giật. Nói được. Thật nha, tao nghĩ dãy nhà này có người lại 51 mạng mà. Cái lồn rồi kìa. Đừng có chạy vô giữa, ăn đạn bây giờ. Đây là vứt xe đây luôn, trong em đi mà mê nào. Ôi giật vai. Ô giật. Bắt đầu. Thằng nào nhảy xuống rồi. Tao nhảy rồi giật. Thằng nhát chết. Ngồi đuổi thêm tao đi chạy. Xuống. Cẩn thận. Ba. Chiếm một cái nhà đi. Từ tao ăn máu rồi. Vô. Qua nhà đủ máy, nhà đóng cửa hết đấy. Từ từ. Chưa lốt nhà này. Chưa ra. Ôi đi mẹ phất kít nè. Thằng nào lượm đi. Vào mà cửa thì phải thả đóng cửa đấy. Thằng lồn trâu. Đâu tao bị lát rồi. Thì phải tao thấy giật chứ đéo này. Tao bị lát quá bấm hai cái nó tự đóng thôi chứ. Ủa sao tao bị giật là thấy chặt ráng nhỉ? Tao thấy bị giật. Ê tay cầm cho tao cái tay cầm. Rồi đi. Kiểu tụt FPS vậy đấy. Ai cũng vậy mà. Ra lẹ mày.
Ê, ê, ba lô 2 nè, thằng nào có ba lô này lấy nè. Ê, tao lấy ba lô này dạ. Thằng nào liều qua mấy nhà kia lút, má dịch vậy. Dịch quá mày ơi, khó chơi quá. Tớ hiểu, FPS còn hai mấy này. Ờ, FPS hai mấy luôn. Tao còn 30 mấy này. Sang cái nhà mà bên kia đi. Ra ra ra, chá. Đâu, ba lô 2 hiện tại nó đâu. Trong nhà đó đấy, biết nhìn nè. Sang cái nhà bị chấm đỏ cho chấm đấy. Đằng mấy không nè, tao đưa đây. Nghe à, chấm đỏ chấm em. Nhanh nhanh hả Dương, vào đến giờ nhà đây cam được, nhanh. Giật quá, khó chơi quá. Mấy em biết chơi cái gì đây. À, còn vào đây có vừa ta lên tầng nào, nhanh nhanh hả Dương. Mỏng xếp mẹ rồi. Có nào. Bốn mà sẽ giật không bốn. Giật tung đít lên này nè. Tao hiểu, FPS. Tao hiểu được, FPS tụt mà còn giật băng giái luôn. Có tiếng xe. Máy anh tới 50. Có tiếng xe. Có tiếng xe kìa, lo cam đi. Trời nó mới giật. Nó tới đây, tới đây. Không không, đâu. Vẫn còn đang chạy. Nó sau ở chỗ nhà kho ấy. Chỗ nhà kho dừng lại rồi. Chỗ nhà kho. Để xem coi cái vòng rút đâu, má tao nghi cái vòng rút. Cái nhà bên kia đường ấy. Đấy đi, con mẹ nó. Vừa mới chấm xong đi. Má xa. Thôi đi luôn đi, thằng đi luôn đi. Đi luôn đi. Đi luôn đi. Ra xe không bọn lên nhà bên kia qua bây giờ. Đi nhanh nhanh. À lái xe đi, phải giật lắm. Ăn mấy FPS này. Thằng nào mà không giật, tao cũng 30 này. Nhanh, đi đằng sau nhá, đi đằng trước nhá. 50 triệu lận, không giật. Ờ, 50 triệu không giật. Đồ. Đã, phải được chơi tao có giật đâu. Nhanh. Có bọn sau nhà kho, cần được. Chú này tại tao lái cho. Lẹ đi. Nhanh. Thằng cháu cần cân bốn đi cụ. Nhanh. Lên. Tao bị lát mà, mẹ nhấn hơi lâu. Nó cũng đi rồi kìa, nó cũng đi. Nó cũng đi rồi, nó cũng leo lên xe nó đi à. Anh đàn à, chuẩn bị anh đàn lạc nè. Nào mẹ mày đi xuống dốc vậy, lượng xe chết cả lũ bây giờ. Mày dâu ấy. Mày dâu mày vòng mà thằng ngu. Ô, đấy, tôi xong rồi. Ôi, chết. Thằng Linh em mày đi ra bắn nhau với nó à? Đủ mà để nó lái xe là xong rồi đó. Con đấy. Con mẹ bùa đùa đấy, nhau à? 45 giây đâm, à? Đâm thẳng lên trên đồi thì đéo đâm đâu, giờ để đi trước lên nó cam cho vỡ đầu. Cười cái lồn. Thằng lồn chạy đâu á mày? Nào, lượng xe bây giờ. Còn chấm xăng, chấm xăng thì đéo lên. Đừng có đi bên này, đi sang bên trái đi. Đi ra lên đồi, khó đi, sang bên trái đi, xa xa bên trái đi. Mày đi qua bỏ đồi à? Ô quá, tao đi lên cao, tao bắn lên chơi, tiếng đâu, có thằng nào rụng lại cho nó vui. À, rob kìa. Kệ mẹ nó, giờ rob, rụng cái gì nữa. Nhưng mà mấy giây kìa. Thôi, tao nghĩ là đéo kịp đâu, xuống mất mẹ em xe rồi đi bộ đi. Lên. Mày mời em nha. À, nào, mày lộn xuống rồi, thôi xong. Chết cả nồi không vô gốc cây luôn. Chết cả nồi kìa. Không gốc cây thịt con mẹ. Ra xe lẹ đi. Thằng bố đứa nào thịt con mẹ đó. Ê xe chạy lại kìa. Sấy đó. Ui giật. Dừng xe rồi nhá. Bắn nó đi. Có thằng lết kìa. Ôi đi vậy, trên đồi bắn tao rồi. Đấy, két trúng một viên tao rồi. Thằng nào bắn tao vậy. Bên trái. Bò lại cái bụi cứu. Thôi đừng có cứu. Chết đấy. Đừng có cứu. Chết đó, đừng có cứu. Cứu là chết luôn á. Thôi kệ anh Tài đi. Anh Tài làm chó rồi. Tao hạ 4 thằng rồi. Thấy tao ghê không? Bên đồ bắn. Đâu, sát cho nó đâu. Đó, sát cho nó. Nó có cái áo bằng cây nữa. Để tao lấy cái áo bằng cây nữa. X 48 lụm ra nè, để tao lụm vô cho. Thôi giờ này bắn X 4 thôi. Có nước nổ thì lụm đi, luôn nước đi. Cái lụm háo bằng cây nè. Biến thành cái cây rồi nè.
Kinh nè. Biết anh cái cây rồi nè. Sang nhà bên kia, sang nhà bên kia. Sang nhà bên kia, nhanh nhà giữa phòng, nhanh lên một chút. Mẹ mày sang nhà bên này qua vơ tao nhanh lên, tao lên nhà. Ui cái thổ chết. Phải luôn. Cái xe nó đậu lại, xe nó đậu lại. Cái thằng chó để cái xe lên này. À bọn mày có cover tao 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 lên nhà cái. Này cover nhà này, nhà này như có người ấy. Anh chưa có người nhá. Có để cái xe ở giữa nhà này. Đấy là mở cửa kìa. Đấy nó trên nhà, trên nhà. Trên nhà nhá, Có lựu đạn từ có lựu đạn đâu thằng. Ê tao có lựu đạn nổ. Từ. Nó bò bò kìa. Ê thằng nào bắn bể cái cửa ra trên lên lên bắn bể cửa ra chọn lựu đạn cho coi. À tao tao ném một viên rồi. Bắn bể cửa ra chích chích. À quên quên. Mày đứng đây không bắn được đâu. Không được. Thì tao sang nhà bên này tao ngắm à. Con mẹ mày. Đi ra để anh lên. Anh biết cái cây rồi nó không thấy anh đâu. Không thấy đâu đi mẹ không thấy đâu. Lên tao đang bò xuống. Ồ có thằng bắn tao. Rồi nó chết rồi. Này thì mẹ thằng lũ mà nó ngồi cả tim trong đấy mà đi bố láo chui bắn nó bằng bún để ức chế chứ. Mẹ từ từ đợi tim lên hai ba thằng luôn rồi bắn. Mày trốn đi chứ rồi. Dạ chả trốn, giờ tao đã biết trốn từ đâu rồi. Bây giờ mày cố mày lên mà mày lấy cái cây của tao á là mày biết cái cây nó không thấy mày đâu chẳng thể. Mày cứ lên mày giết. Mày có lựu đạn không? Mày có lựu đạn không? Nên, hết rồi, lựu đạn rồi, hết rồi còn smoke rồi. Má ngồi nguyên cái mát, má nguyên cái bụi cỏ đi vô trong nhà nó kêu nó không thấy tao đâu. Bố thằng bệnh. Lúc đó tao cầm thần kinh mà sao tao bắn không được. Tự nhiên tao bắn nó bị kẹt nạn á. Mẹ bố vô thấy ba cái súng chỉa ở đầu tao xác định. Tao thấy rồi thôi. Con thằng à lúc đó trên nó còn thằng à. Thằng cái cục cướp ba thằng, thằng cái đồ què. Ba cái súng nó chĩa vào đầu mỗi thằng ngồi góc kêu một thằng. Ờ, vậy là tao thấy được không thằng à. Mẹ ba thằng nó xẻ cái súng vào đầu. À, vậy là tao bậy rồi. Tao bậy. Gì vậy? Thì phải tao đút trong nhà tù quá. Thôi. Trong nhà tù quá. Hòa vào phải ăn đòn nha. Ba thằng nó ngồi mỗi thằng góc nó xẻ cái súng nó cửa đi vừa mới chui vô. Ai biết đâu, đụng nó tao tưởng có thằng giống như nãy đâu tao luôn. Mẹ tao bay vô tao chọn con lựu đạn tao tưởng chết thằng nào rồi chứ chọn con lựu đạn vô giữa nhà luôn mà chúng nó núp được. Chắc cũng mất máu á, con lựu đạn nó chắc cũng mất máu nhiều á. Tại vô không chết nào luôn, tại vì nó còn đồng đội nó sẽ gục thôi chứ không chết. Lựu đạn này chỉ gục thôi à. Thì kiểu ít nhất là phải sấy máu nó rồi mình dùng cam. Thì còn lũ đạn nữa là ném nữa. Ôi trời tụi, tao nghe à. Tao nghe à. Mày không nhờ tao đâm đầu vậy làm sao mà tay nó chết được. Mày đóng cái cửa lại luôn đi. Rồi mà mày kinh vãi luôn, đó lên được cái xe nhỉ. Đến mẹ xe để góc này. Đây, đứng trước cửa nó xấy kìa. Ê, từ, mày đợi chúng nó ra xe, mày xấy ra cái cửa sổ. Đúng ngay cái cửa lái. Xe là xe thằng nào. Thì đợi chúng nó có thằng nào leo lên xe là mày xấy luôn. Mình ở giữa vòng đừng có lo. Rồi ta đều lo nhau mà. Mày cầm súng gì đấy? Tao sợ thằng nào vào nhà này. Sục hả? Uzi. Mẹ Uzi tao vừa mới lượm được cái nòng giảm thanh với các kiểu gần đều điệu gắn vô xong vừa phu đồ cái này mẹ. Quần quen muốn đéo chờ để chịu đợi. Vẫn trong vòng. Ôi ngon. Chắc chắn cho có thằng vào đây, chắc chắn có thằng vào đây. Mày đứng sau cái cửa nó mở cái cửa ra nó không thấy mày đâu. Ngồi sau cái cửa đó, nó sẽ mở cái cửa ra là nó gặp cái cửa vô nó không thấy mày. Ở đấy ngoài vòng rồi. Sợ có thằng, tao sợ có thằng đi ngoài vào nhà này. Đi ngoài nó gì nữa tao. Kệ mẹ nó. Để liều thôi chứ sao giờ. Ngồi đó mà không chết đấy, nó sẽ mở cái cửa ra nó chui vô. Chui vô là mày thấy nó, ngồi sau cái cửa nó không thấy, hôm bữa chơi một lần rồi, nó mở cái cửa ra nó thấy tao. Nhưng mà mình đâu bắn được. Thì mình khỏi bắn nó luôn. Để cho nó đi xong mình chạy ra mình bắn nó. Chết ơi. Mọi hy vọng tao đều đặt vào mày á chứ. Cái con cặc bạ mày lái xe thế à thằng chó. Mày thấy tao cái cây ghê không? Mẹ lái xe mỗi thằng mất khúc máu. Má chơi với thằng bụi nó chế nha. Thề. Tao phải quay là tao trốn ngay giữa mày đặt. Nhà là tao biến
giờ mà giờ tự nhiên có máy bay nó thả cái bom ở đây vui má trời ơi, chế thôi luôn chế đi luôn á, mày chết trên đồi mày làm sao mà liên quan gì tới tao khủng thôi chứ tao tìm tao nghe thì tao nghe thì nghe yên cho nó đánh đi yên cho nó bắn quá bom đâu ra chọn lập thế con mạng thằng bùi để lo ngoài đúng không vàng vẫy luôn à quên tao để ra ngoài cái vàng vẫy luôn giảm ra ngoài lại tám thằng làm bom vẫy đái bom đéo nó ra mới chọn lắm vậy trong đây nó đéo chọn bom vô được đâu yên tâm đi bạn tao thì chắc chắn có thằng trong nhà này gần giữa mấy chỗ mà cưa bom nãy giờ nó chọn quá trời chọn luôn đem bom vô game nó chọn chết vòng bom ra ngoài nhà này bắn vô đây phải không bắn vô tao nghi vòng bo ra cái mẹ cái ra trước trước nhà luôn à hoặc là ở sát mày luôn mày ở rìa đấy nói mà thì đấy ở rìa mình ở rìa nó vô không mày phải nhích qua bên kia mày nhích qua tường bên kia mới qua vào cái trong vòng bây giờ tí nữa không tao vẫn trong vòng tao vẫn trong vòng trong vòng đừng có nhích không hết á Top 1 rồi. Đấy bắn nhau kìa, nhấp kìa. Đó, nhấp nhảy rồi. Mất máu rồi, có thằng đang bị rút chết, có thằng đang bị rút máu chết. Đó, nó nhấp nhảy vào đỏ kìa. Mày điên à, dưới 5 mạng cũng nào sẽ nhấp nhảy. Dưới 10 mạng, hay là dưới 5 mạng nó nhấp nhảy. Nó lộn cái này chết mẹ nè. Vòng rút quả này nữa là còn một thằng nên là ngồi cười. Mày có nước không? Có. Có nước chuẩn bị cắm nó đi. Cánh full luôn đi, có bao nhiêu nước làm hết đi. Chết ơi cố lên, chết ơi cố lên. Im mẹ đi để bố mày bắn. Bố thằng một team thì sao nhỉ? Đúng rồi, bố thằng một team đó. Đấy, ở đây là qua. Đấy, còn hai một thằng kìa. Bạn một thằng. Nó ngoài chứ mở cửa đi vô đó. Đó mở cửa kìa đó nó chuẩn bị. Chờ. Thằng trong thằng ngoài và là thôi vô từ từ cái mẹ nó tí nữa nó sẽ đừng nói di chuyển rất từ tao nói tí nữa sẽ có thời gian nó rút tới khu vực cái vòng cuối cùng là rút tới chết luôn nó uống nước sớm quá để nước tiêu là được cho đường hóa nó vô nó biết mình trong nhà rồi. Em không đón. Đó bên trái. Con lại hết quá. Đéo hiểu ở đâu. Tao nghĩ nó nghi ở ngoài cái nhà ngoài quá. Hay sau gốc cây á. Tao nghi lắm. Không, tao nghĩ trong toilet á. Bắn lên đi chết rồi, đừng có bắn cả. Có tới chân từ đúng không? Anh nhớ sao gắn, cậu tao là K98. Uzi thấy gần chí nó thằng luôn à. Ở đi bạn có 17 viên à đạn kia rồi. À thấy rồi nó sau nhà. Được rồi. Trong nhà vệ sinh. Yeah. Trời ơi, ba má. Kinh. Tao là kinh rồi. Kinh đéo. Chỉ cần nấp thôi.
ê ê ê nói nói